Bà xã Đỗ Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà xã Đỗ Huy đang có mặt ở Trực Linh, Nam Định. Và hôm nay thì bà xã Đỗ Huy biết tin có một cái anh ấy nghề chính của anh ấy là kinh doanh cá giống, cá cảnh. Bên cạnh đó thì anh ấy còn có cái tình yêu cây cảnh đó quý vị này. Đây là anh Lận quý vị nhé. Anh Lận tại Trực Linh, Nam Định. Thì bà xã Đỗ Huy đến tham quan cái không gian của anh ấy và chia sẻ cho quý vị những cái tác phẩm mà anh ấy đang chơi, đang gìn giữ ở đây. Anh em chào anh nhé. Thì cái nghề chính của anh là kinh doanh cá cảnh hả? Cá cảnh, cá giống. À thế hả? Chính, còn đam mê cây là mình cũng được 25 năm. Cũng đam mê từ 25 năm rồi. Chưa động chạm. À thế hả? Thì bà xã Đỗ Huy được anh Lận mời về vườn. Thế và cũng lần đầu tiên đặt chân đến vườn anh. Thì bà cũng chưa biết là cái cây của anh quý thế nào, đẹp thế nào. Chỉ biết là anh cũng chia sẻ là anh rất là yêu cây cảnh. Chơi hai mấy năm rồi. Bà xã Đỗ Huy nhìn thấy cũng cây cảnh thì cũng kê san sát này quý vị này. Một anh ấy, nghề chính là anh ấy kinh doanh cá cảnh, cá giống. Quý vị nào mà cần cá cảnh thì anh có đầy đủ hả? Vâng ạ. Cá cảnh anh có những cái dòng cá gì? Cá coi, cá rồng, cá các loại cá. À thế hả? Vâng vâng. Thế anh cho quý vị cái số điện thoại đi. Số điện thoại của mình là 0945519469. Vâng ạ. Đấy, quý vị có nhu cầu cá cảnh thì quý vị liên lạc với anh Lận quý vị nhé. Bên cạnh đó thì cần cây cảnh của anh, cây nào hợp nhãn với quý vị để quý vị liên lạc với anh chủ vườn. Phía trước quý vị là cây ổi anh đang tạo tác, đang vào bóng bông tàn. Và đây là những cái bể cá của anh à? Đây là bể cá giống của anh này quý vị này. Và trong lòng những cái bể cá thì những cái cây cảnh, những cái tác phẩm cây cảnh của anh. Và cây ở trong bể này thì có lẽ bonsai Đỗ Huy phải đi vào trong bể để quay cho quý vị. Bởi vì không đi vào thì không thể quay được những cây trong này. Anh có cái xe Nam Điền này. Bà xã Đỗ Huy nhìn thấy cây hoàn thiện rồi. Anh ơi, cây ở đây thì chủ yếu là anh tạo tác chứ hay là nhờ ai? À vâng, anh tạo tác lấy. Chủ yếu do anh ấy tạo tác lấy quý vị nhé. Rất khó chia sẻ quý vị ạ, dày. Cây san sát quý vị ạ. Cây xanh Nam Điền dáng làng quý vị ạ. Cây này thì hơi khó quay. Nhưng quý vị hãy nhìn kỹ cây này. Cây này cây hoàn thiện trong vườn của anh. Tùng gia hạ La Hán dáng long này. Bà xã Đỗ Huy đi quay xem để khám phá cho quý vị xem là những cái cây anh ấy chơi mấy chục năm do anh ấy tạo tác thì đẹp như thế nào. Đây là xanh quê quý vị này. Và phía trong này xanh quê dáng làng. Xanh quê dáng làng quý vị ạ. Bóng tàn để hơi rậm. Sao anh? À bệ đặc hết anh? À thế à? Anh ấy chia sẻ là bệ đặc hết. Thời tiết thì đang mưa một chút quý vị ạ. Mà sao tôi tranh thủ chia sẻ cho quý vị. Sao tôi nhìn thấy một cái cây dáng mai bò. Đây là cái tác phẩm cũng hoàn thiện rồi, xanh Nam Điền quý vị ạ. Cây này anh cũng chơi được hai mấy năm rồi chứ anh? 25 năm. 25 năm rồi. Mua của hãng nó hẳn tương đối hẳn. Vâng ạ, 25 năm rồi quý vị ạ.
quê và tranh Nam Điền trong này cũng khá nhiều. Mà trong này toàn bể cá của anh nữa thôi quý vị ạ. Và anh ấy chơi thì anh ấy tự làm quý vị ạ. Thế này chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá cao từ anh. Một người đến với cây cảnh là đến với chỉ có tình yêu thôi. Nghề chính của anh ấy là nghề kinh doanh cá giống cá cảnh. Cây này của anh ấy, của anh cây này thì chăm chút hơn này. Cây này cũng là cái cây em thấy là cũng tiêu biểu ở cái vườn này. Cây Nam Điền em chơi hai mấy năm rồi. Phía trong một cây giáng làng, cây đấy khá đẹp quý vị ạ. Bãi đặc hết rồi. Cây giáng làng, cây sơn quỳ. Trước đây cũng rất là khó chia sẻ quý vị ạ. Trước đây nó cây trực. Quý vị xem thước phim mà quý vị chiêm ngưỡng vườn cây của anh ấy thì anh ấy có tình yêu cây. Vườn không có quá nhiều những cái cây độc đáo, nhưng cái tình yêu thì Bà Sa Đa Huy cũng mọi người cùng cổ vũ cho anh, động viên cho anh. Cây sung này của anh chơi lâu chưa? Chơi gần 30 năm. À, cây này cây làm bóng mát thì đẹp này, đúng không anh? Anh đang treo những cái giò lan này. Ta đi vùng quanh cây sung này là thoải mái này. Và đây là những cái ao cá của anh hả? Đây, ngoài đây là cá koi, tất cả cá giống của anh đi chứ. Anh có cái diện tích ao khoảng bao nhiêu sào? 4 sào. 4 sào ao này. 2 chiếc. À. Ao ngõ 2 sào tinh. À vâng, vâng. Còn đây là cá koi quý vị ạ. Cá koi của anh. Đây là cái giới thiệu sản phẩm ấy đúng không anh? Còn cá ở ngoài ao hết đấy đúng không anh? Vâng, bán cả tất cả máy móc. À. Để cá. Đây cái máy móc để cá. À bán cả máy móc nữa. Thức ăn cá. Máy móc thức ăn đầy đủ hết. Quý vị nhìn thấy vườn cây của anh ấy cũng rất nhiều cây cảnh quý vị ạ. Nhưng do chật và rộng là để mà quay kỹ cho quý vị cũng khó. Thế và quý vị sẽ có nhu cầu cây cảnh, nhu cầu cá cảnh thì quý vị sẽ tìm đến Tư Gia nhà anh Lận. Anh có thể cho quý vị biết cái chính xác địa chỉ của nhà mình không? Mình ở thôn 3 Trực Thuận, Trực Ninh. Vâng. Thôn 3 Trực Thuận, Trực Linh, Nam Định quý vị nhé. Và cây cảnh thì ở vườn anh thì bà Sa Đa Huy nhìn thấy có xanh Nam Điền và xanh quê. Cũng có một số cây hoàn thiện. Và đến đây thì bà Sa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.